đang đi kiếm mồi cho cá chuối ăn. Đó. Có một nhân vật chính, chúng mình gọi cá này là cá mặt trăng. Tép tôm rất là nhiều. Tiếp tục sang cái vó thứ hai. Tép thì rất là nhiều, tôm nhỏ, tép nhỏ có hết. Hiện tại các mặt trăng của mình giờ không còn nhiều. Có thể thấy ánh sáng khi phản xạ từ ánh nắng vào con cá nhìn óng ánh mảnh. Hiện tại cá này đã không còn nhiều mà tự nhiên chỗ mình một số ao còn. Rồi thả vào đây. Đấy, các bạn nhìn này. Nhìn xa thì khá giống hồng quần váy hồng. Xin giới thiệu một loài cá chung là gắn liền với tuổi thơ của mình. Loài khá đẹp, bây giờ thì rất là hiếm. Chúng mình gọi là cá mặt trăng. Con cái thì to hơn con đực, thường là có là không có màu sắc. Sữa con đực thì có cái chấm đỏ ở dưới và có một cái vệt xanh chạy nửa thân. Cá khi bắt lên gặp ánh nắng mặt trời nó tự nhiên có màu xanh trắng hồng đẹp. Quay này thì tôi nhìn thấy nhìn thì khá là giống với nhìn lúc đầu thì nhìn cá thì khá là giống với cá váy hồng, cũng có dạng dẹp, chắc là họ hàng gần giống như là cá diếc với cá chép họ với nhau ấy. Mình bắt tay cá có màu óng rất là đẹp.